Kính chào quý vị khán thính giả Đài SET. Chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc Tổ hợp Y tế Bonza Medical Group, AMVI Medical Group, MVCare Health Network và OneCare Connect. United Healthcare dưới tên AMVI Medical Group hoặc là Activa, Sunton Health, WellCare, Sunton Health, Activa và United Healthcare. Nếu quý vị trên 65 tuổi, quý vị chọn anh em chúng tôi ở trong tổ hợp y tế AMVI Bonza Medical Group để chúng tôi có thể được phép chăm sóc cho quý vị lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Hôm nay để chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi, thưa quý vị. Cái tin đầu tiên hôm nay chúng tôi mang đến với quý vị với cái sự rất là hồ hởi. Tại vì đây, thưa quý vị, nó là một cái khám phá mới. Nó có thể giúp chúng ta cách mạng được cái cách chữa trị ung thư. Như quý vị, trước đây khi tôi còn cách được chừng khoảng 10 năm, tôi có mấy người bạn của tôi còn trẻ lắm, bị ung thư phổi. Chỉ mấy tháng sau, 6 tháng, 1 năm sau là chết. Nhờ sau này chúng tôi biết cái immunotherapy, chúng tôi đã chữa rất nhiều người bị ung thư phổi mà có thể 5-6 năm mới chết. Bây giờ lại nhiều khi lại nhờ cái làm cái lô scan của cái phổi, chính phủ nó trả tiền, bảo hiểm nó trả tiền cho những người hút thuốc lá, chúng tôi chụp screening cái PET scan ấy. Chúng tôi khám phá ra sớm, rồi chúng tôi cứu được rất nhiều người. Nhưng mà không phải vì vậy mà quý vị được hút thuốc lá đâu. Bây giờ lại trở lại cái vấn đề ngày hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị, đây là ung thư trực tràng, tức là colorectal cancer, mà cái bài này nó là ung thư rectal cancer. Thường thường cái người ung thư già là người da trắng, họ bị nhiều lắm, không biết tại sao. Một phần có lẽ vì cái gene của họ, cái thứ hai là họ thích ăn thịt nhiều, thứ ba họ ít ăn rau. Thế thì thường thường khi mà bị ung thư già, nếu mà để trễ thì khó chữa lắm. Thế trường hợp này thì thưa quý vị, nó đặc biệt là vì nó có 12 người bệnh nhân bị rectal cancer, ung thư trực tràng rectal cancer, tức là cái phần cuối của cái ruột già đó, nó nằm ở cái sau cái âm đạo của chúng ta, với cái của người đàn bà với tử cung, nó xuống cái hậu môn của chúng ta, nó gọi là trực tràng. Thế thường thường khi mà chúng ta bị ung thư trực tràng mà loại 2, stage 2 and 3, tức là nó lở loét ra rồi, nó ăn ra ngoài cái thành của cái ruột già rồi, của cái trực tràng rồi, mà nó có thể ăn ra ngoài chút xíu, nó chưa ăn vào hạch thì gọi là 2 and 3. Thì cái đó nó nặng lắm, thưa quý vị. Khi muốn chữa trị những cái bệnh nhân này, chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm chemotherapy, tức là hóa trị. Xong chúng tôi gửi bệnh nhân đi làm radiation therapy, tức là xạ trị, để nó teo cái biếu lại. Sau đó chúng tôi sẽ gửi, biếu nó teo rồi thì chúng tôi mới gửi cái bệnh nhân đi đến một người bác sĩ ngoại khoa chuyên về colorectal cancer pathology. Thì người ta mổ, người ta cắt cái biếu đi. Nhiều khi bởi vì cái biếu nó lớn, nó ăn ra hai rồi, người ta phải cắt rộng ra. Nhiều khi người ta có thể dính vào trong cái bọng đái chúng ta, dính vào cái âm đạo chúng ta. À, thế lôi thôi lắm. Đôi khi nó có thể sau đó vì mình chạy điện đấy, hư cái buồng trứng của bệnh nhân. Cho đó mà nhiều khi có nhiều bệnh nhân phải lấy cái buồng trứng nó mổ, cắt cái buồng trứng mang lên trên cái rib phổi chúng ta để cho nó được cái máu chúng ta nuôi họ. Sau này khi là chúng ta muốn có con, chúng ta có thể dùng cái đó để cấy con để mình có con. Thì cái trường hợp này thì có một cái bệnh nhân này hay lắm. Họ bị cái ung thư mà họ bà tên là bà Rose, trong tờ New York Times nó có đăng lại. Thì bà ấy đi, bà này là một người làm việc manager của một cái công việc ở nhà, cái hãng furniture của bà ấy. Thì tự nhiên bà thấy đi cầu ra máu thì cũng chẳng thấy sao cả. Thì bà cũng không để ý. Lúc cuối cùng mà đi cầu ra máu nhiều thì bà đi khám. Thì bác sĩ gia đình gửi sang bác sĩ ngoại khoa soi cái ruột trực tràng của bà. Thì thấy cái biểu lặng quá, nặng quá rồi. Ui giời, sợ quá, bảo ui giời, oh God, cái này mà bự, cái này nguy hiểm quá. Thế mới gửi bà sang một người pathologist, là bác sĩ về ruột già. Người ta coi ra là biopsy, người ta bảo bà bị ung thư rồi. Thì theo nguyên tắc như vậy là bà sẽ phải gửi vào trong một cái nhà thương lớn để sửa soạn làm radiation therapy, chemotherapy, rồi sau đó làm surgery. Rất là đen tối, pathologist đen tối, bởi vì thực sự nó ăn nhiều. Chúng tôi có coi trong tài liệu y khoa của tờ New England Journal of Medicine online, thì thấy cái hình to lắm, to bằng cái vị bằng cái đồng bằng cái trái mận nhỏ chúng ta đó. Thế thì bà này, nhưng mà bà trước khi bà đi làm radiation therapy, chemotherapy, thì một người bạn của bà ấy
nói bà đến mà cái cúng là một bác sĩ khác. Ông bác sĩ này là thưa quý vị, bác sĩ là Luis de Diaz. Bác sĩ này là một bác sĩ cũng ở trong nhà thương Sloan Memorial Sloan Kettering Cancer ở New York. Thì khi người ta vô với bà này, người ta coi cho bà này thì người ta bảo bà này sợ chưa làm hóa trị được, bởi vì cái tế bào nó hơi bất thường. Thế thì người ta mới gửi sang cái chương trình của ông bác sĩ Diaz này. Ông làm cái trial, thì ông dùng cái loại nó gọi immunotherapy, thưa quý vị, tức là ông dùng một cái chất đó, nó là monoclonal antibody, giống như mình chữa bệnh cúm, bệnh covid ấy. Họ truyền cho bệnh nhân này cứ 3 tuần họ truyền một lần, truyền liên tục như vậy trong 6 tháng. Sau 6 tháng thì ông trở lại khám lại xem có sửa soạn đi làm chemotherapy hoặc radiation therapy hay không. Thì khi họ khám họ thấy biến mất hết cả, rồi sợ không thấy gì cả. Để cái scope của nhìn cũng không thấy gì cả. Làm cái MRI cũng không thấy, PET scan cũng không thấy. Mừng quá, theo dõi thêm một 6 tháng, một năm cũng không thấy luôn. Và người ta có tất cả là 12 bệnh nhân, tất cả 12 bệnh nhân nó đều được dùng một thứ thuốc đó. Thưa quý vị, cái thuốc nó tên là, quý vị không cần phải nhớ, Dostarlimab, D-O-S-T-A-R-L-I-M-A-B. Cái thuốc này hiện bây giờ các bác sĩ đang xin phép để cho phép được dùng sớm, tại vì như vậy là nó thử 12 bệnh nhân rất là tốt, cái phản ứng phụ rất là nhẹ nhàng, không có gì cả. Thường thường quý vị biết rằng là khi nó làm mấy cái thuốc thì nó có hay rụng tóc, thì nó làm phản ứng tim, chứ này không có gì, nó chỉ có miệng nữa, hơi cứng lại, nuốt hơi khó, nhai hơi khó là vì cái bắp thịt nó yếu, cũng không sao cả. Nhưng mà đặc biệt là 12 bệnh nhân thử cái thuốc này, 12 bệnh nhân cái biếu đều tan hết. Lại một cái đề tài thứ nhì rất là quan trọng nữa, cái đề tài này cũng nhưng mà nó giản dị và hay hơn nhiều. Tức là nếu chúng ta chẳng may chúng ta bị ung thư ruột già, cái kia là ung thư trực tràng, tức là cuối của ruột già. Cái này là ung thư ruột già, tức là lên bên tay trái, bên transverse right colon. Thì khi quý vị bị ung thư như thế, nếu mà quý vị đi soi ruột hàng 10 năm hay 5 năm một lần, khi quý vị 45 hay 50 tuổi trở lên, thì người ta khám phá ra polyp, thì người ta lấy nó ra, nhiều khi quý vị chỉ có 3 năm sau quý vị trở lại coi lại thôi. Còn nếu nó nhỏ, quý vị cắt nó đi thì cũng khỏi. Thế bây giờ nó nhỏ mà cắt sớm thì cắt xong là hết. Nhưng mà nó cắt xong, nhiều khi mình vô mình cắt cái biếu, mình thấy cái nó là stage 2 and 3. 2 là gì? Cái biếu của chúng ta ở trong ruột già nó ăn qua cái màng nhầy của cái ruột của chúng ta, vào trong lớp màng thịt của chúng ta, ăn qua cái serosa của cái ruột già chúng ta, tức là đi ra ngoài rồi. Nhưng mà nó chưa ăn vào cái hạch thì là 2. Khi nó ăn cái hạch là 3. Thế thì thường thường khi chúng tôi cắt cái ruột già của quý vị đi như thế, nếu quý vị mới bị ruột già 2, chúng tôi cắt ruột già đi thì chúng tôi coi như là hết. Nhưng mà nhiều người cẩn thận mà cắt ruột già đi thôi, sợ vì con tế bào ung thư nó chạy ra xa rồi, thì mình làm hóa chất trị liệu. Hóa chất trị liệu của ung thư ruột già nó có nhiều cái phản ứng khó chịu lắm, toxicity. Thế thì bây giờ nó có một cái cách này trong, cũng được đăng ở trong tờ báo New England Journal of Medicine cùng ngày. Nó nói là nó thử cái ctDNA, tức là quý vị, circulating tumor DNA, tức là nó thử cái tế bào DNA của cái tế bào ung thư của trong lòng ruột già chúng ta. Bằng chứng bây giờ người ta thử cho quý vị cái Cologuard đấy, cũng vậy, nó quý vị đưa phân cho người ta, quý vị người ta thử cho người ta thấy được cái DNA của ung thư nó 90% là quý vị có thể bị ung thư, thì quý vị phải cắt cái phải đi soi ruột để người ta cắt cái polyp cho quý vị. Và vậy cái đó là cái quan trọng. Và việc bây giờ nó thử cái CT này, tức là sau khi quý vị mổ xong 4 đến 8 tuần sau nó thử máu quý vị. Nó thử máu quý vị mà nó thấy trong máu quý vị có cái CT DNA này, tức là quý vị nên đi làm hóa chất trị liệu chemotherapy. Còn nếu quý vị negative, quý vị không cần. Thì cái thống kê này nó làm thành công lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị CT negative thì quý vị không phải truyền thuốc trợ sinh, thuốc hóa chất trị liệu. Nếu positive quý vị làm như thế thì quý vị có thể cứu bệnh nhân được là 92%. Và quý vị có thể saving bệnh nhân khỏi phải làm hóa chất trị liệu từ 28% xuống còn 17%, tức là giảm bớt được 8%, gần như là 10%. 28 xuống còn 15%, tức là 13%. Thưa quý vị, giảm được nhiều lắm. Và như vậy bệnh nhân sẽ đỡ khổ sở, tại vì thường thường với chemotherapy này nó hành người ta cực lắm. Tóc rụng xuống người vần vã khi nó truyền chemotherapy. Và vì vậy đây cũng là một khám phá rất hay. Và như vậy nó sẽ giúp chúng ta đỡ phải mổ cho bệnh nhân, thưa quý vị. Nhưng cái chính của chúng ta là cái gì? Chính chúng ta vẫn là gì, thưa quý vị? Là quý vị phải đi soi ruột sớm. Nhớ như vậy, quý vị ăn rau nhiều, ăn chất sợi nhiều, ăn nất nhiều,
thì nó sẽ tốt cho quý vị. Nhớ đi soi ruột từ lúc 45 tuổi, 50 tuổi và theo lời chỉ dẫn của người bác sĩ về ruột của mình. Đừng có ngại ngùng gì cả. Nếu không quý vị không chịu đi soi ruột, quý vị có thử cái Cologuard cũng được rất là tốt, là 90% chính xác. Thêm cái tin mới để dành cho những người bị tiểu đường mà còn trẻ tuổi. Ở bên Mỹ hồi xưa thì chúng tôi cứ nghĩ là trẻ tuổi là lại tuổi lại một, bây giờ ở bên Mỹ người ta khám phá nhiều em trẻ tuổi mà cũng bị tiểu đường loại 2, tức là hơi mập một chút xíu đấy. Bây giờ nó có một cái thuốc tiểu đường rất là tốt, thuộc họ GLP-1, tức là họ thuốc tên của nó là Dulaglutide, Dulaglutide, tức là cái tên bán trên thị trường là Trulicity, Trulicity. Cái này chích có một tuần một lần thôi, quý vị nhìn trên màn hình thì quý vị thấy nó chích một tuần một lần, nó có 0,75 với 1,5 mg. Quý vị chích cho bệnh nhân, đầu tiên chúng ta chích cho bệnh nhân 0,75, sau đó nếu gì mà tăng lên 1,5 thì nó thấy rất hiệu nghiệm. Thường thường những em bé mà tiểu đường loại 2 còn trẻ thì các em phải ăn uống kiêng cữ, tập thể dục, cho uống metformin, rồi mình cho thêm cái, nếu bây giờ mình hoặc là cho bezone insulin giống như là Lantus hay là Levemir đó. Nhưng bây giờ nó thay vì nó dùng Levemir, nó dùng cái Trulicity này thì thưa quý vị hiệu nghiệm rất là tốt. Các cháu đường xuống dưới 7 chấm dễ dàng. Là khi mà nếu mà quý vị mang cái đường xuống dưới 7 chấm thì cái biến chứng mạch máu của tiểu đường nó bớt đi rất nhiều thưa quý vị. Và nó không làm cho bệnh nhân các em bé bị xuống ký nhiều quá, bởi vì các em bé đang khỏe mạnh hơn mà mập chút xíu mà nó xuống ký quá nó sợ. Như vậy cái thuốc này nó cũng rất là tốt thưa quý vị. Cái tin rất là mừng lại của cái thuốc Tirzepatide mà chúng tôi vẫn nói trong mấy tuần vừa rồi đó. Cái tên bán trên thị trường là Munharo. Cái thuốc này bây giờ người ta thấy rằng là nó rất hiệu nghiệm để chống lại ký mập. Thưa quý vị có biết không, nếu mà quý vị dùng cái thuốc này nó được có 3 liều 5, 10, 15 mg. Quý vị có thể xuống từ 35 kg đến 50 kg. Quý vị thấy xuống ghê không? Xuống 50 kg rất nhiều, giống như là bị mổ đó quý vị. Vì vậy rất là hiệu nghiệm cho chúng ta. Cái thuốc Tirzepatide này bây giờ nó đã được approved bởi FDA rồi thưa quý vị. Chúng tôi cũng trong tờ New lên chúng tôi xin nhắc nhở chúng ta là cái suyễn cấp tính. Khi chúng ta đang bị suyễn kinh niên rồi, lâu lâu chúng ta bị acute asthma thì nó bảo khuyên chúng ta nên dùng cái loại combination albuterol cộng với budesonide. Của người lớn thì dùng cái loại albuterol 180 microgram cộng với budesonide 160 microgram. Cái này thuốc combi này ở bên Âu Châu nó có, nhưng mà bên Mỹ bây giờ sau cái tin này ra thì chính phủ Hoa Kỳ cho phép bắt đầu chế ra cái thuốc để cho làm combo này dễ dành cho những người. Bởi vì khi chúng ta không có bị suyễn được, chúng ta chỉ dùng albuterol hoặc là steroid thường thôi. Khi nào chúng ta bị acute, trước khi chúng ta sợ vào nhà thương, chúng ta dùng combo này. Của người lớn thì nó gồm có 2 actuation của albuterol 90 microgram cộng với 2 actuation budesonide 80 microgram cái thuốc đó. Còn của trẻ con thì chỉ có được là 90 microgram 2 lần và 40 microgram của budesonide là 40. Và rất là hiệu nghiệm, nó giúp chúng ta không phải bắt các cháu vào nhà thương. Tên tiết ngắn ngủi là cái thuốc Paxlovid ấy. Thưa quý vị, Paxlovid là cái thuốc rất tốt. Quý vị nên nhìn màn hình, Paxlovid là cái thuốc này, quý vị nhớ cái tên này. Nó giúp chúng ta chống lại COVID mầu nhiệm 80%. Nếu chúng ta trên 88% trên 65 tuổi. Chúng ta già thì uống cái này càng tốt. Ngày xưa thì người ta bắt là chúng ta phải già mới cho uống, hoặc phải có bệnh nền mới được uống. Bây giờ thì ông Biden ông thấy người ta sợ bị nguy hiểm, cho bán hết. Quý vị bị cái đó thì bác sĩ biên toa quý vị, có khỏe quý vị bị cũng có thể không có được dùng thuốc này ngay. Quý vị uống ngày 2 lần, uống 5 ngày là quý vị sẽ hết thuốc. Cái thuốc này nó rất tốt, rất hiệu nghiệm. Người trẻ thì nó không được hiệu nghiệm, cứu người giống như người già, nhưng mà người trẻ cũng nên dùng như thường thưa quý vị. Nó chỉ có một điều là người ta thấy là khi quý vị uống này nó khỏi liền. Khi quý vị khỏi xong rồi mấy ngày sau quý vị thử lại thấy người khó chịu, thử lại thấy positive nữa. Thế người ta bảo ui cái thuốc này nó lờn thuốc à? Không phải, các bác sĩ giải thích không sao, cứ việc uống đủ 5 ngày thôi, không uống thêm nữa. Chỉ có phải cách ly thêm một tuần, hai tuần đến khi nào mình thử negative thì mình mới đi làm lại. Tại sao nó lại bị phản ứng như thế? Nó gọi thưa quý vị, nó bị phản ứng như vậy là bởi vì cơ thể của chúng ta nó tự nhiên, nó đang được chữa trị con vi trùng nó nhiều quá. Nó tự nhiên chữa trị xong rồi mình uống đủ 5 ngày xong ấy, nó giết rồi xong ấy, từ khi chúng ta ngừng thuốc lại, bụp cái xuống ấy, thì cơ thể chúng ta nó khựng lại. Nó không có cái hệ thống phòng thủ nữa. Bây giờ nó phải chờ. Trong ít lâu sau thì cái cơ thể chúng ta, cái hệ thống phòng thủ chúng ta nó bắt đầu xuất hiện ra, đánh lại của COVID và COVID sẽ bị thua. Như vậy yên chí không sao cả thưa quý vị. Nếu chúng ta phải nhớ một điều là cái thuốc nếu chúng ta dùng cái này mà không đỡ được ấy,
thì chúng ta phải dùng cái thuốc Remdesivir, là cái thuốc ngày xưa chúng tôi vẫn dùng cho bệnh nhân truyền nước biển 3 ngày ở ngoại trần, cũng như là, hoặc nếu không cho nhập nhiều viện cũng được. Còn cái thuốc Paxlovid không thể được dùng khi mà chúng ta nằm trọng thương nặng thì không được. Bây giờ nó có cái thuốc Bebtelovimab, trước đây chúng tôi vẫn nói quý vị cái nó là monoclonal antibody đấy, quý vị truyền cho bệnh nhân cũng rất hiệu nghiệm. Cái thuốc Molnupiravir tên bán ở ngoài là Lagevrio cũng rất hiệu nghiệm, nhưng mà chỉ có 30% nếu mà quý vị không mua được cái kia. Nhưng bây giờ thì nó đầy trên thị trường, cứ đừng có lo. Quý vị nhìn dưới màn hình quý vị sẽ biết làm thế nào để mua cái đó, nó gọi test to treat, hoặc là quý vị vào trong cái trang mạng EMED thì nó sẽ bắt quý vị phải mua cái rapid test mấy đồng, mấy chục đồng thôi. Rồi nếu mà nó positive thì quý vị được Paxlovid chính phủ trả cho nó, thì nó sẽ, quý vị nó sẽ đưa thuốc cho quý vị uống rất dễ dàng, quý vị chỉ việc vào trang mạng EMED. Nhưng mà tất cả những cái pharmacy lớn như CVS, Walmart nó đều có thuốc này cả, quý vị đừng có lo. Mà nó lại nói thêm cái Paxlovid có thể nó có lợi, nó giúp cho chúng ta khỏi bị long COVID syndrome sau này, quý vị ạ. Các chuyên viên khuyến cáo thực phẩm căn bản, thực vật plant-based diet, tức là thực phẩm căn bản là thực vật, thì giúp chúng ta chống lại bệnh tiểu đường, làm cho chúng ta có thể khỏi bệnh tiểu đường, remission, tức là khỏi. Nhưng mà chúng ta không cẩn thận nó sẽ bị lại, nhưng remission chứ không phải là cure, nhưng mà nó rút lui, làm khỏi bình thường. Và nó giúp chúng ta, nếu chúng ta đỡ như thế thì chúng ta sẽ đỡ bị bệnh tim mạch sau này. Nhưng mà nó nói là nếu chúng ta không cẩn thận, những người tiền tiểu đường cũng bệnh tim mạch sẽ có xảy ra, chúng ta phải tập thể dục điều hòa mà thôi. Bây giờ đến phần tin ngắn của chúng tôi vì thời gian có hạn. Khi mà người ta suy luận là nếu chúng ta chích booster nhiều, 4 mũi lại bị breakthrough infection nhiều hơn. Thế thì nhiều người thắc mắc bảo nếu tôi chích thì gì? Tôi nghiên cứu nhiều lắm, tôi đọc này thì trong sở CDC Hoa Kỳ nói là không sao. Quý vị chích breakthrough infection, thật dĩ quý vị bị infection sau khi quý vị chích booster nhiều là bởi vì có gì đâu, quý vị chích xong rồi quý vị không chịu đeo mặt nạ nữa, quý vị đi nói chuyện lúng túng, ngồi hội họp lúng túng cả lên thì quý vị bị lây lại. Thứ nhất. Và thứ hai nữa là khi quý vị chích cái mũi thứ ba, mũi thứ tư rồi nó chỉ có 2 tháng sau là cái thuốc nó hiệu nghiệm, nó giảm xuống giống gần như là chưa chích. À, thế thì nó bị lại nhưng mà nó nhẹ thôi, không làm cho quý vị chết, nó chỉ bị nhẹ thôi, đừng có lo. Về cái nhớ được, nếu mà chích được mũi thứ ba tốt nhất. Mà vì vậy mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ nói là nếu mũi thứ tư quý vị phải trên 65 tuổi, quý vị phải trên 50 tuổi và quý vị phải có bệnh nền thì mới cần chích, nếu không quý vị không cần chích lắm. Vì cái chính của nó là quý vị phải đeo khẩu trang, thưa quý vị ạ. Nếu quý vị mà tập thể dục nhiều, sống điều độ, tập thể dục nhiều, không ngồi một chỗ ngoài. Nếu về già thì tôi lớn tuổi, tôi không muốn về hưu là vậy. Tôi về hưu tôi ngồi nhà tôi coi tivi hoài tôi sẽ chết. Và nếu ở nhà mà quý vị muốn về hưu rồi, ở nhà cứ 15 phút quý vị đứng dậy, đi qua đi lại làm cái này nọ, làm ra làm vườn, chủ nhà chủ cửa cho vợ, nấu cơm cho vợ ăn. Cái thuốc chủng ngừa mới Novavax là cái thuốc bây giờ FDA nó vừa, ban cố vấn nó vừa approve trong ngày tuần này, và hy vọng trong một vài tuần nữa CDC cho phép để bán trên thị trường để check cho chúng ta. Cái này nó cái thuốc này nó khác cái thuốc Pfizer hay Moderna là bởi vì nó làm một cái protein lấy từ của cái spike của con vi khuẩn COVID này, cấy vào trong cái insect cell, tế bào cell của cái con trùng trên cái vỏ cây, các vỏ cây nó ở bên vùng Nam Mỹ, và nó là cái chất protein giống như những thuốc chủng ngừa sởi, cái thứ thuốc chủng ngừa hepatitis hay là shingles, nó là giống như vậy và nó có thể dùng rất tốt. Và khá Moderna, thưa quý vị, nó hôm qua nó tuyên bố rằng là nó mới chế ra một cái loại booster của nó, thứ tư của nó rất hiệu nghiệm chống lại Omicron. Tức là chúng tôi vẫn nói quý vị là bivalent, nó sắp sửa được xin phép để được ra cái đó, thì như vậy nó sẽ dùng nó để làm mũi thứ ba, mũi thứ tư cho quý vị, sẽ giúp cho quý vị rất là lợi. Có hai loại monkeypox, quý vị đừng lo, người Việt Nam mình ít bị cái này. Nó cái này thường nó ở trong những nơi mình khi mình bị cái này là mình đụng chạm với nhau nhiều, nhất là những người tùng tì luyến ái thì họ mới bị, còn nếu không thì ít bị. Do đó mà chúng ta cẩn thận, nếu chúng ta bị chúng ta phải đi khám ngay, và nếu cần thì phải được chỉnh ngừa, chủng ngừa và cách ly và chủng ngừa những người xung quanh. Bây giờ nó không lây nhiều nhưng nó bắt đầu từ ở Nam Phi Châu, thưa quý vị. Số người bị COVID ở bên Hoa Kỳ giảm xuống trong tuần vừa rồi 4,6%. Nếu là có khoảng mỗi một ngày nó có chừng khoảng 102.589 người. Số người chết cũng giảm xuống 16%. Và nó, trong cái tuần vừa rồi mỗi ngày nó chết khoảng 279 người.
Như vậy là nó cũng giảm xuống nhiều, nhưng nó hơi tăng lên chút xíu, nó giảm tăng lên chút xíu. Vì vậy cái chính của chúng ta là gì? Quý vị nhớ đi mũi chích mũi thứ ba, và quý vị đeo khẩu trang thôi, quý vị đừng sợ gì cả. Lẽ nhiên nó bị nhẹ không sao cả. Cần nhất là phải đi chích 2 mũi hoặc 3 mũi, thưa quý vị. Cảm ơn đây. Còn cái thuốc Novavax này nó sẽ có thể ra trong tháng tới, thì chúng ta có thể dùng được cái vùng summer này. Nhưng mà chúng ta chưa cần vội được, quý vị chích 3 mũi cho rồi đi, không sao cả. Đến đây chúng tôi chỉ nhắc nhở quý vị, là tôi vẫn nhắc nhở lại là chúng ta phải nhớ đeo khẩu trang nhé, rửa tay nhé, cách xa 6 feet, thế thôi, thế là đủ rồi. Nhớ ăn uống cẩn thận, tập thể dục, và nhớ nghe tin của chúng tôi, bởi vì chúng tôi phải nói thú thật, quý vị nghe chúng tôi rồi, quý vị giỏi hơn tôi nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin kính chào quý vị và hẹn quý vị tuần tới.